Nhưng mà trước khi mà chúng ta đi vào thêm chi tiết thì cũng như thường lệ tất cả chỉ vì một đích thông tin và không được xem là lời khuyên đầu tư. Và nếu như mà các bạn thích cái video này hay là các bạn thích những cái video tương tự các bạn đừng quên nhấn cái nút like và đăng ký vào kênh để giúp kênh được tiếp tục phát triển và những bạn nào mà chưa có theo dõi thuận capital trên những cái mạng xã hội đó, các bạn có thể theo dõi một cách là bấm vào cái link ở bên dưới cái video này tìm thấy những cái thông tin chính thức như là Telegram channel, Facebook hay là Twitter để nhận được những thông tin mới nhất và nhanh nhất. Hay là những bạn nào mà muốn tìm hiểu thêm những cái ưu đãi dành riêng cho cộng đồng thuận capital như là các bạn có thể được giảm 20% phí giao dịch khi mà tham gia vào sàn Binance. Các bạn có thể bấm vào cái link đăng ký các bạn có thể là thấy được là trên màn hình sẽ hiện ra là kickback rate 20% khi mà tham gia thông qua liên của thuận capital cho sàn Binance hay là các bạn có thể là tham gia vào sàn margin Bybit một sàn margin rất nổi tiếng và bây giờ đang có bonus khi mà tham gia thông qua liên của thuận capital đương nhiên các bạn có thể tìm hiểu những sàn như là sàn Probit, sàn EMT, một sàn margin có chế độ copy trade hay là sàn FTX, một sàn rất nổi tiếng, sàn Binance US, một sự lựa chọn cho người Hoa Kỳ. Nếu như mà muốn giao dịch nhiều altcoin, sàn Coinbase, như bạn cũng đã biết, ứng dụng BlockFi, ứng dụng Lending có lại, các bạn có thể gửi những đồng crypto và nhận lại hàng tháng. Bây giờ có bonus lên tới 250 đô và đương nhiên, ứng dụng crypto hoàn thôi cũng không cần phải nói nhiều, tại vì chúng ta cũng đã sử dụng rất nhiều dữ liệu của crypto hoàn trên channel này rồi. Hello, hello, xin chào các bạn đã đến với Thuận Capital ngày hôm nay. Hôm nay là ngày thứ ba tại Hoa Kỳ, ngày 20 Tây tháng 4 năm 2021. Thì ngày hôm nay các bạn xem video đã là ngày thứ tư rồi. Ở Việt Nam các bạn thấy được là hôm nay là ngày 20 tháng 4 thì là một ngày mà cũng được nhiều người quan tâm đến trong tiền crypto tại vì những bài nào mà quan tâm đến Dogecoin thì các bạn thấy được là hôm nay là một ngày gọi là Doge Day ngày 20 tháng 4 thì hôm nay là một ngày mà có nhiều cái nhóm đưa ra những cái thông tin là ngày hôm nay đồng Doge sẽ được pump lên rất là mạnh lên tới 69 cent trong khi mà các bạn thấy được là đồng Doge trong ngày hôm qua chỉ có 30 mấy cent mà thôi nghĩa là tăng gần như là các bạn thấy được là gần như gấp đôi để khi đạt được cái mức là là 69 cent thì chúng ta đã thấy có một cái poll thường chia sẻ trên mạng xã hội đó liên quan đến ngày 20 tháng 4 thì các bạn nghĩ là hôm nay sẽ như thế nào? Các bạn thấy được là chúng ta nhìn vào ngày doomsday 420 nghĩa là ngày hôm nay thì Doge có pump lên tới 69 cent hay là không thì đã có 402 bạn bỏ phiếu và hiện bây giờ đó là tổng cộng là 235 bạn nghĩa là 58% phần lớn nghĩ là sẽ có cái đợt pump ngày hôm nay liên quan tới đồng Dogecoin và 13% các bạn nghĩ là 69 sinh quá thấp Doge sẽ pump lên to the moon có nghĩa là pump rất là cao nữa có nghĩa là các bạn thì chúng ta cộng lại hai cái phần này 58 với lên 13 các bạn được chúng ta đã tới cái mức là 71 72% của tất cả các bạn nghĩ là đồng dose sẽ tăng lên ngày hôm nay Chỉ có 113 bạn nghĩa là 28% nghĩ là đồng con sẽ không tăng ngày hôm nay mà thôi Thì cho đến thời điểm bây giờ chúng ta nhìn vào tình hình của đồng dose để đồng refresh channel lại các bạn thấy được chúng ta thấy là đồng đô con ở mức là 33 cent có nghĩa là để tới được cái mức là 69 cent đồng đô phải tăng lên gấp đôi nhưng mà ngày hôm nay đã xuống 15% rồi chúng ta hãy tiếp tục chờ đợi coi coi tình hình của đồng đô như thế nào nhưng mà tôi cũng đã chia sẻ với các bạn đó một chương điều mà chúng ta cần phải quan tâm đến đó chính là trước đây không lâu các bạn cũng đang nhớ là chúng ta cũng đang nghe những cái thông tin là có những nhóm đi pump những đồng như là XRP thì những cái nhóm đó có rất là nhiều người tham gia rất là nhanh chóng trên Telegram các bạn thấy được là trong thời gian ngắn thôi thì đã có hai ba nhóm trong đó đã có là 100 trăm ngàn hai trăm ngàn người theo dõi trên Telegram nhưng mà chúng ta thấy được cái ngày mà những người đó nói là đồng XRP sẽ pump mạnh cuối cùng thì không có pump mà còn đi xuống cho nên đây là một chuyện điều mà các bạn cần phải chú ý đến và quan tâm nếu như các bạn muốn tham gia những cái đợt mà nhiều người đưa ra tin đồn là giá sẽ pump các bạn cần phải cẩn thận tại vì có thể giá sẽ không pump mà còn ngược lại như là các bạn thấy được cho đến thời điểm bây giờ đồng Dogecoin không pump mà xuống 15,5% đương nhiên ngày hôm nay vẫn chưa kết thúc chúng ta sẽ coi coi là kết thúc ngày hôm nay tình hình giá đồng Dogecoin như thế nào trên căn bản thì đồng đô đã Pump rất là mạnh rồi các bạn đi được trong vòng chỉ có 7 ngày qua thôi một tuần qua đồng đô Sona tăng 372% trong vòng một tháng qua đã tăng 400 67% và trong vòng năm qua các bạn thấy được con số này Thật ra mà nói là khi đọc ra đó nhiều người cũng không thể nào tưởng tượng được là con số này phải đọc như thế nào 16.361% chúng ta bây giờ nói tới cái thông tin kế tiếp mà thùng muốn chia sẻ với các bạn đó chính là thông tin liên quan tới ngân hàng của nước Anh đã đưa ra một cái thông báo các bạn được đây là cái thông báo của ngân hàng nước Anh như là các bạn nhìn thấy trên màn hình Bank of England thì đây là thông báo đến từ ngân hàng trung ương của nước Anh và chủ yếu đó nói là ngân hàng trung ương và hm treasury có thể hiểu một cách đơn giản đó chính là cái bộ ngân sách của nước anh thì đang tìm hiểu để có thể là đưa ra một cái tiền được số riêng của nước anh gọi là cbdc central bank digital currency nghĩa là tiền điện tử của quốc gia thì nước anh không phải là nước duy nhất mà đang tìm hiểu và có ý định đưa ra một tiền tử riêng các bạn thấy được là chúng ta thấy những quốc gia như là trung quốc hay là nhiều quốc gia khác cũng đã nói tới vấn đề này và những quốc gia như trung quốc đã đi trước những quốc gia châu âu và châu mỹ rất là nhiều rồi thì chúng ta được là bây giờ ra đây là cái thông báo chính thức được chia sẻ từ ngân hàng Trung mừng của nước anh ngày 19 tháng 4 nghĩa là chỉ ngày hôm qua mà thôi thì chúng ta được là bây giờ đây là một cái loại tiền điện tử mà không chỉ riêng là sử dụng giữa những ngân hàng mà các bạn thì đây là một cái loại tiền điện tử mà được sử dụng cho tất cả doanh nghiệp và tất cả những tư nhân các bạn thấy được là tất cả những người bình thường và doanh nghiệp sẽ sử dụng đồng này. Có nghĩa là đây không phải là một cái hệ thống tiền điện tử mà sử dụng giữa ngân hàng với nhau. Mà đây là một hệ thống tiền điện tử mà được sử dụng bởi tất cả mọi người ở nước Anh. Thì chúng ta cũng đang thấy được là đây là một trong những cái vấn đề rất là quan trọng. Các bạn cần phải hiểu. Thì cái vấn đề liên quan tới CBDC đó, tiền điện tử của quốc gia. Thì nhiều bạn thường hỏi thường là khi mà một quốc gia có tiền điện tử, những quốc gia lần lượt đưa ra tiền điện tử đó thì sẽ ảnh hưởng như thế nào đối với những cái tiền kỹ thuật số chúng ta đang quan sát bây giờ như là Bitcoin, Ethereum vân vân thì thật ra mà nói đối với thuận đó tiền điện tử quốc gia sẽ làm cho thị trường crypto càng sôi động hơn nữa tại sao như vậy thứ nhất là các bạn cần hiểu là những tiền điện tử quốc gia đó là những đồng ổn định nghĩa là những đồng này là giữ giá trị ổn định chứ không phải là lên xuống như là tiền điện tử như là Bitcoin hay là Ethereum hay là những đồng khác cho nên các bạn hiểu được trên căn bản hai cái loại tiền điện tử này không cạnh tranh với nhau một bên là ổn định một bên là lên xuống theo nhu cầu của thị trường đó là điều đầu tiên điều thứ nhì nữa các bạn thấy được là khi mà đã có tiền điện tử quốc gia rồi các bạn cần nên hiểu là bây giờ ở đây hệ thống ngân hàng là chính phủ in tiền sau đó là thông qua hệ thống ngân hàng để mà phân phối tiền và các bạn hiểu được tất cả những cái hoạt động liên quan đến tài chính là thông qua hệ thống ngân hàng nhưng mà các bạn cứ nghĩ đi một ngày nào đó chúng ta có được tiền điện tử quốc gia hoạt động một cách gọi là ổn để cho mọi người sử dụng thì các bạn thấy được là có thực sự chúng ta cần ngân hàng hay là không đây là một chuyến điều mà nhiều người đang nói tới hiện bây giờ tại vì các bạn thấy được là nếu các bạn đã có một cái địa chỉ ví với là ngân hàng trung ương thì các bạn cần gì phải vào ngân hàng để mà gửi tiền các bạn thì các bạn có thể là sử dụng tiền trực tiếp thông qua cái ví đó thậm chí là ngân hàng trung ương có thể là cho các bạn phần tiền lời khi các bạn giữ tiền trong cái ví mà không sử dụng và vân vân các bạn được những cái dịch vụ ngân hàng có thể là sẽ không có còn nhiều như trước đây nữa khi mà chúng ta đã có tiền kỹ thuật số của quốc gia rồi tiền điện tử của quốc gia cho nên các bạn thì được ngân hàng bây giờ đó thì nhiều ngân hàng hầu như cũng đã hiểu ra được cái nguyên cơ này cho nên nhiều ngân hàng bây giờ đã nhanh chóng chấp nhận tiền kỹ thuật số chấp nhận là có những dịch vụ liên quan tới crypto, bitcoin, ethereum, có những quỹ đầu tư họ cho khách hàng giao dịch tiền kỹ thuật số. Tại vì sao? Tại vì đây cũng là một nguy cơ mà thường nghĩ là nhiều ngân hàng cũng đang nghĩ đến là khi mà có tiền điện tử quốc gia rồi thì ngân hàng trung ương có thực sự là cần hệ thống ngân hàng hiện bây giờ có thể là vẫn cần cho những dịch vụ khác nhưng mà không có còn nhiều như trước đây nữa nhất là liên quan tới gửi tiền ngân hàng thì tại sao lại phải gửi tiền ngân hàng nếu như mà có thể là lưu trữ trong ví của ngân hàng quốc gia và các bạn thấy được là khi là đã có tiền điện tử quốc gia rồi đó thì các bạn thấy được là người dân cũng sẽ hiểu hơn về tiền điện tử và cái khái niệm tiền điện tử sẽ không có còn như là trước đây nữa không có còn nhiều người sẽ gọi đây là tiền ảo cái gì đó không sờ được không nắm được cho nên người ta không có tin khi mà đã có tiền đủ quốc gia rồi thì các bạn hiểu được là người dân sẽ từ từ hiểu được là tiền của quốc gia cũng là tiền điện tử thì khác biệt gì với là những tiền như là Bitcoin Ethereum đó cũng là một tiền tử mà thôi và sẽ khiến cho nhiều người càng hiểu thêm về thị trường này cho nên tôi cảm thấy là nói chung thì khi mà có tiền tử quốc gia thì sẽ là một điều tốt đối với thị trường khi được số nói chung và một điều khác nữa là nếu như mà tiền điện tử quốc gia nằm trên một mạng lưới riêng không phải là mạng lưới công cộng thì làm sao kết nối được với lại những cái hệ thống như là DeFi tôi nghĩ là sau này cho bài được là chúng ta đang nằm trong cái tình trạng là tiền lời rất là thấp cho nên các bạn thấy được là người dân không có đi thu mua nhiều trái phiếu không gửi ngân hàng để lấy lời tại vì tiền lời mọi nơi rất là thấp và bây giờ một trong những nơi mà có tiền lời rất là cao đó chính là thị trường DeFi thì muốn kết nối với thị trường DeFi đó cho dù các bạn tin tưởng vào mạng lưới nào Ethereum, Binance, Smart Chain vân vân, Đồng Tron vân vân nhưng mà các bạn thấy được là tất cả những mạng lưới đó là mạng lưới công cộng thì tiền cái số quốc gia phải có cách để mà kết nối mạng lưới công cộng mới có thể là sử dụng được những cái ứng dụng DeFi đó, những cái ứng dụng tài chính về nội dung đó và thậm chí giữa những ngân hàng chung với nhau cũng cần phải có sự kết nối. cho nên trên căn bản một ngân hàng trung ương mà muốn đưa ra tiền điện tử đó thì về mặt công nghệ có thể là không khó lắm nhưng mà về mặt áp dụng là một điều rất là khó. tại vì các bạn thì được là làm sao nếu như mà các bạn bây giờ các bạn muốn gửi tiền ngân hàng ở nước Anh qua ngân hàng ở Việt Nam đi thì các bạn có thể gửi thông qua hệ thống ngân hàng bây giờ nhưng mà các bạn muốn gửi tiền điện tử của ngân hàng nước anh thì làm sao mà ngân hàng ở việt nam nhận được nếu như mà cả hai ngân hàng sử dụng hai mạng lưới khác nhau sử dụng mạng lưới riêng lẻ các bạn thấy đây là những cái vấn đề mà khó khăn hơn mà nhiều người ít nói tới mà thường muốn chia sẻ với các bạn cho nên đây là lý do tại sao mà mọi người đều đang tìm hiểu tiền điện tử mà không ra tiền điện tử nhanh chóng tại vì cái vấn đề là không chỉ là về công nghệ mà còn về áp dụng trong thực tế như thế nào nữa đây là điều mà Thu muốn nói với các bạn